Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Bản tin quân sự mới nhất, S-500 có thể đánh chặn thành công Thiên Thạch nhưng không thể ngăn chặn Đông Phương 17 của Trung Quốc. Trong một bài viết được đăng trên báo Sina của Trung Quốc có đánh giá về khả năng S-500 của Nga có hay không ngăn chặn thành công tên lửa siêu thanh mới DF-17 của Trung Quốc, và các chuyên gia Trung Quốc cũng khá tự tin khẳng định DF-17 của mình không thể ngăn chặn với bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào trên thế giới. Gần đây, Nga đã tuyên bố hệ thống tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới của họ đã được đưa vào sản xuất hàng loạt và tuyên bố rằng công nghệ tiên tiến của S-500 không chỉ đối phó với các máy bay chiến đấu tàng hình như F-22 và F-35 của Mỹ, mà còn có thể đánh chặn vật thể bay với tốc độ âm thanh gấp 20 lần. Trong một vụ thử năm 2013, Nga đã dùng tên lửa siêu thanh để bắn hạ thiên thạch từ vũ trụ. Trên thực tế, có thực sự mạnh mẽ như những gì người Nga có quảng cáo hay không? S-500 là hệ thống tên lửa phòng không thế hệ thứ 5 của Nga. Trình độ kỹ thuật tổng thể của nó tiên tiến hơn hệ thống tên lửa phòng không S-400 hiện tại. Hệ thống phòng không này ngoài sử dụng để chống lại các hoạt động thông thường, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5, nó cũng có thể được sử dụng để chống lại các máy bay không người lái nhỏ có độ cao thấp, di chuyển chậm, tên lửa hành trình tầm thấp và các mục tiêu khác, và thậm chí có thể được sử dụng để đánh chặn các tên lửa đạn đạo bay với tốc độ lên tới 5.000 m/giây, cách xa 500 km, và những vật thể khác nhau ngoài không gian. Tên lửa với hệ thống này có tầm bắn tối đa khoảng 500 km và chiều cao bắn tối đa 180 km. Nó có thể tự động chọn 10 mục tiêu đe dọa nhất để thực hiện các cuộc tấn công theo mức độ nguy hiểm của mục tiêu. Hiệu suất chiến đấu tổng thể vượt trội so với các sản phẩm tương tự ở các quốc gia khác trên thế giới. Là một tên lửa phòng không tầm xa cực xa với tầm bắn 500 km, bản thân S-500 có thể dễ dàng bắn hạ các mục tiêu như máy bay và tên lửa hành trình. Về khả năng đối phó với các mục tiêu tàng hình, cần xem xét hiệu suất của radar tìm kiếm và radar điều khiển hỏa lực đi kèm với hệ thống. Tuy nhiên, Nga là quốc gia đầu tiên phát hiện ra rằng radar lượng tử có thể phát hiện mục tiêu tàng hình. Người ta tin rằng sau rất nhiều năm phát triển, công nghệ của radar này đã được hoàn thiện. Ngoài phòng không, S-500 có thể được sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung, hoặc người Nga tin vào điều đó. Thực tế, người Nga nói độ cao của tên lửa có thể đạt tới 180 km, nó phải có tốc độ tầng khí quyển là 5 km/giây và đạt tốc độ ở ngoài vũ trụ là 7,7 km/giây. Câu hỏi đặt ra là nó có đủ tính cơ động để hạ các tên lửa siêu vượt âm hay không? Đối với tên lửa siêu vượt âm, nói rằng S-500 có thể đánh chặn tốc độ âm thanh gấp 20 lần, nó hoàn toàn vô lý. Lý do rất đơn giản, bởi tên lửa có thể đánh chặn mục tiêu là tên lửa đạn đạo tầm trung, thông thường có tốc độ bay dưới 5.000 m/giây, quỹ đạo của các mục tiêu như vậy tương đối cố định và tương đối dễ bị chặn. Tên lửa siêu vượt âm thường chọn bay trong không gian và khả năng cơ động tốt hơn rất nhiều so với tên lửa đạn đạo thông thường. Để đánh chặn các mục tiêu như vậy, tên lửa đánh chặn cần phải nhanh gấp đôi so với mục tiêu, và khả năng cơ động cũng tốt hơn 2 hoặc 3 lần để đảm bảo tỷ lệ thành công. Rõ ràng S-500 không thể làm được điều đó. Trên thực tế, đừng nói rằng đó là S-500 mà tất cả các hệ thống phòng không khác trên thế giới, không có hệ thống tên lửa phòng không nào có thể đánh chặn tên lửa siêu thanh. Đây là một thách thức phải đối mặt với các chuyên gia vũ khí toàn cầu và giải pháp không dễ dàng tìm thấy trong tương lai gần. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.